giả đã đến với kênh TV Show Rồng Chim Sa. Hôm nay MC Mea xin gửi đến quý vị khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Quý vị thân mến, hiện tại Mai Anh có mặt tại phim trường của Học viện Kỹ năng Nghệ thuật Rồng Chim Sa để thực hiện bưng hình trước ống kính máy quay cùng với thầy cô và các bạn lớp MC Kids 18. Mình đang rất là hào hứng để đến với buổi quay hình lần này. Ngay lúc này đây, không khí tại phim trường rất mát mẻ, rộng rãi và có một cái máy quay rất to đang quay hình với những ánh đèn đang chiếu vào mình. Các bạn thân mến, để chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày hôm nay, em đã khoác lên mình một bộ yếm trắng được mẹ mua tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 10. Chắc hẳn đối với mọi người, chiếc váy trắng này là món quà vô cùng đơn giản. Nhưng đối với em, nó là một món quà vô cùng ý nghĩa, nó chứa trang đầy tình yêu thương của mẹ dành cho em mà chẳng món quà nào có thể so sánh được. Em rất quý và trân trọng chiếc váy này, chỉ có khi nào có dịp thật đặc biệt em mới đem nó ra mặt. Sau gần 2 tháng học tập tại Rồng Chim Sa, em cảm thấy mình đã học được những kỹ năng như là ảo thuật, MC hoạt náo, dáng đứng nữ và nam và còn nhiều kỹ năng khác nữa. Trước khi học tại đây, em cảm thấy mình rất nhút nhát, rụt rè, không tự tin đứng trước đám đông. Vậy mà giờ đây, em có thể tự tin hơn, làm những điều mà em chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Các bạn thân mến, đứng tại sân khấu MC này, em muốn cảm ơn tới bố mẹ của em vì họ đã cho em biết đến khóa học MC Kids 18 của Học viện Rồng Chim Sa. Còn một người đặc biệt nữa là dì của em, vì dì đã cho em động lực mỗi ngày để em cố gắng học tập và để em hoàn thiện bản thân nhiều nữa. Các bạn thân mến, mỗi con người trong chúng ta, ai sinh ra cũng có ước mơ cho riêng mình. Và em cũng vậy, ước mơ lớn nhất của em là được trở thành bác sĩ. Nó chính là mục tiêu, là tiền đề để em cố gắng học tập trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Trong tiềm thức của em, bác sĩ là một người vô cùng vĩ đại, bởi bác là người cứu giúp khi mọi người ốm đau, bệnh tật. Và để làm được điều đó, em còn phải cố gắng, nỗ lực vượt khó. Bởi vì em được nghe một câu nói, trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Vì vậy, để thực hiện được ước mơ của mình, em cần phải cố gắng, nỗ lực vượt khó để thực hiện được ước mơ của mình. Các bạn ơi, chỉ còn một vài ngày nữa thôi là mình đã tới lễ tốt nghiệp rồi. Mình rất buồn vì không được gặp các thầy cô và các bạn trên lớp nữa. Nhưng những lời thầy cô đã dạy, em sẽ mãi không bao giờ quên, đó chính là hành trang để em thực hiện ước mơ của mình. Các bạn thân mến, chương trình đến đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.